trường phổ thông ban ngày đó biết được các cái trò chơi này thì các em là cùng với các bạn nắm được các cái trò chơi và để cùng biết được các cái trò chơi này. Cái thứ hai đó là nhằm coi như là giúp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện coi như là vui Tết hoặc là đón các cái dịp Tết Trung Thu chẳng hạn, thì các em này có một cái phần quà nhỏ để các em mới là có cái điều kiện để mà cùng vui chơi với các bạn. Vào ngày xuân, bên cạnh những nhu cầu về tinh thần, sự gắn kết cộng đồng còn được thể hiện qua nghĩa cử lá lành đùm lá rách. Nét đẹp ấy luôn được nhiều thế hệ trân trọng và gìn giữ. Hiện nay, ngoài những trò chơi hiện đại, các công viên văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng cải tiến và trang bị thêm nhiều loại hình trò chơi dân gian phong phú. Tại công viên văn hóa Đầm Sen, Xuân Canh Thìn vừa qua đã tổ chức cảnh họp chợ trên sông, làng Việt Nam xưa. Đây là sự tái hiện phần nào cuộc sống thôn dã ở Nam Bộ, đã thu hút rất nhiều du khách đến vui chơi. Riêng với khu du lịch Suối Tiên, khi đến đây, du khách bắt gặp cụ già với đôi tay tài hoa vẽ thư họa, gợi nhớ hình ảnh cụ đồ xưa nơi đất Bắc. Những hình ảnh mang màu sắc văn hóa dân tộc luôn là điểm mạnh tại đây. Chương trình sân khấu hóa tái hiện các nhân vật lịch sử huyền thoại như Sơn Tinh, Thủy Tinh, An Dương Dương, biểu diễn liên tục trong những ngày Tết tại sân khấu đảo Huy Long, là cảnh hồ, là nét độc đáo của Suối Tiên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, không vì cuộc sống hối hả nơi đô thị mà người dân thành phố quên đi văn hóa truyền thống của cha ông. Lễ hội và những trò vui xuân là hình thức để nhắc nhở mọi người ý thức về cội nguồn, về đồng loại, về cái đẹp, đã hình thành nếp sống, nếp nghĩ, một truyền thống nhân gian của dân tộc. Tết cùng những đặc điểm của lễ hội, đón mừng xuân mới là tài sản văn hóa dân tộc, là quốc hồn quốc túy, là nét đẹp của văn hóa Việt Nam, mà cho đến nay, dù đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, biến thiên lịch sử, dẫn nước có lúc chông chênh, dân tộc Việt Nam vẫn giữ vững được truyền thống để các thế hệ người Việt hôm nay kế thừa và gìn giữ. Hình ảnh của cô bé linh lang, giỏi giang, trong sáng, hồn nhiên, sớm mồ côi mẹ và sống cùng người cha luôn bận rộn. Chính vì thiếu mẹ nên có rất nhiều người phụ nữ xung quanh luôn tìm cách lấy lòng em, trong đó có người thật lòng, cũng có người muốn chiếm gia tài của bố con linh lang. Điều rồi sự thật sẽ như thế nào? Mời quý khán giả cùng đến với tập 4 của bộ phim. Đi tìm ẩn số, một sân chơi hào hứng đang thành công ở nhiều nước trên thế giới. Hãy chọn cho mình một chiếc cặp để giành giải thưởng 100 triệu đồng. Đi tìm ẩn số, sự phiêu lưu mạo hiểm hay thận trọng tính toán. Quyết định đúng lúc, bạn sẽ giành giải thưởng thật bất ngờ. Hoành tráng, rực rỡ và đầy kịch tính, đó chính là đi tìm ẩn số. Phần
Ngọc Thư tạp chí Văn nghệ hôm nay, Tân Anh Hà xin làm chiếc cầu nối cho những khán giả có thắc mắc xoay quanh bộ phim Chuyện tình công ty quảng cáo của đạo diễn Hùng Phương do TFS sản xuất. Rất nhiều thư đã gửi đến cho tạp chí Văn nghệ, nhất là sau khi tạp chí Văn nghệ phát sóng tiết mục mỗi tuần một nhân vật Hùng Phương và Chuyện tình công ty quảng cáo vào ngày 12 tháng 8 năm 2007 trên kênh 7 HTV. Trong đó nhiều nhất vẫn câu hỏi dành cho hai diễn viên chính trong phim, diễn viên Quý Bình và Thu Phương. Thư của khán giả Trần Mai Thi, sinh viên tại chức báo chí trường Đại học Khoa Xã học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh có hỏi: Em xem tiết mục mỗi tuần một nhân vật về đạo diễn Hùng Phương có giới thiệu về bộ phim Chuyện tình công ty quảng cáo. Được biết hai diễn viên chính trong phim còn khá trẻ, không biết hai diễn viên này đến từ đâu, có đóng phim chung lần nào chưa mà em thấy hai anh chị này diễn rất tình cảm và tự nhiên. Bạn Mai Thi thân mến, thắc mắc đầu tiên của bạn, Thanh Hà có thể hồi âm với bạn như sau. Hai diễn viên chính tham gia trong phim này là diễn viên Lê Quý Bình và siêu mẫu Vũ Thu Phương. Diễn viên Quý Bình là sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Thu Phương, mặc dù hiện nay Thu Phương chỉ mới 22 tuổi, nhưng cô tham gia rất nhiều lĩnh vực, là người mẫu thời trang, kinh doanh, điện ảnh và quảng cáo. Còn thắc mắc thứ hai thì hai diễn viên Quý Bình và Thu Phương sẽ trả lời cho bạn biết nhé. Thực ra trước khi quay phim này, em và anh Quang hoàn toàn chưa hề biết nhau. Nhưng đạo diễn Hùng Phương đã rất tâm lý khi mà đã cho tụi em gặp mặt và giao lưu với nhau rất là nhiều. Rồi cả hai cùng đi tới công ty, tới học tập ở những công ty quảng cáo khác. Rồi tiếp xúc giao lưu với nhau nhiều để cả hai bây giờ có thể thoải mái sống với nhân vật Nguyệt Đào Quang ở trong phim. Như nãy Thu Phương có nói là em và Thu Phương này trước đây là chưa hề quen biết nhau, chưa hề biết nhau luôn. Thì đạo diễn đã hỗ trợ cho tụi em một cái rất là cần thiết cho người diễn viên, cho tụi em vào vai, đó là tạo điều kiện cho em và Thu Phương gặp nhau thường xuyên, tiếp xúc với nhau, đi chơi để tìm hiểu kỹ về nhau hơn, để mà khi vào vai nó dễ hơn. Vậy cái điều đó nó được thể hiện qua rất là nhiều cái, nhưng mà điển hình như là cái lần mới gần đây tụi em đi quay Vĩnh Long. Thì mặc dù là lúc đó là đoàn xuống trước của Thu Phương chưa có vai, nhưng anh đạo diễn vẫn kêu Thu Phương xuống sớm để mà cái ngày nào, lúc nào em được nghỉ là đạo diễn mượn xe của ở khách sạn hay là mượn xe của nhà dân nào đó thì bắt hai đứa chở nhau đi chơi. Thì đó là cách tìm hiểu nhau là rất là cần thiết để tụi em có thể vào vai tốt. Bạn Thúy Hà ở thôn Thanh Sơn, thị trấn Phước Bủ, huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu muốn nghe hai diễn viên Quý Bình và Thu Phương chia sẻ những kỷ niệm vui buồn khi tham gia đóng bộ phim này. Không biết là kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn trong quá trình tụi em làm cái phim này nữa. Thật sự cái hôm mà quay Vĩnh Long và cái đêm đó đoàn nghỉ quay rồi, sau đó em chứ không phải là quay, và gặp một chuyện rất là buồn, thật sự nó rất là buồn. Và khi đó thì có Thu Phương là Nguyệt đây, Nguyệt trong phim là ngồi kế bên em và khuyên em rất là nhiều phải như thế này, phải như thế kia để vượt qua cái buồn hiện tại của mình, chứ mình không để mình như vậy thì không để những người khác thấy mình như vậy, người khác thấy mình như vậy mình không hay. Thật sự lúc đó Phương nhìn thẳng như mặt em và nói với một cái rất là dứt khoát, rất là mạnh mẽ. Và điều đó thì em cũng đã đọc kịch bản và em thấy cái điều đó nó thể hiện được trong cái vai Nguyệt của Thu Phương. Và em thấy là Thu Phương là ngoài đời cũng như trong phim là tính cách gần như giống nhau, một cô gái rất là mạnh mẽ, rất là dứt khoát trong mọi cách. Một khán giả xin giấu tên ở phường 10 quận 5 có đề cập: Tôi thấy khi giới thiệu về bộ phim Chuyện tình công ty quảng cáo có rất nhiều cảnh hai diễn viên Quý Bình và Thu Phương hôn nhau, vậy hai diễn viên có gặp khó khăn gì khi đóng những cảnh đó hay không? Thật sự nếu như mà bữa đầu tiên, cái cảnh đầu tiên mà bắt vô hôn mình có hôn được không Nguyệt? Chắc hôn không được. Nhưng mà đúng rồi. Nên là để mà hôn được thật sự hổm rài mà mới có đâu một thời gian ngắn, đoàn phim bấm máy thôi, không biết trong đoàn có nghĩ là phim giả tình thật không biết. Đó là tại vì lúc nào em cũng với Nguyệt cũng đi bên cạnh nhau nè, nói chuyện, giao tiếp, trò chuyện này kia, mọi cái nó vui vẻ, đi xe chung cũng hai đứa cũng phải lên, Nguyệt lên là phải Hoàng là phải ngồi kế đó vậy đó. Nên là tụi em cảm thấy thân thiện nhau hơn. Và cái tình cảm ở đây là cái mình quý mến nhau. Khi mà mình làm việc thì mọi cái nó sẽ dễ dàng hơn. Nên là đến những cảnh hôn thì hầu như tụi em cũng chúng đã có những cái nó quen quen đi rồi, nên là hôm cũng không ngại, chỉ có ngại vấn đề là hôm trước mặt mọi người đông á nên nhiều khi cũng run.
Câu trả lời thật là thú vị phải không các bạn? Và câu hỏi của khán giả Quang Huy dành riêng cho siêu mẫu Vũ Thu Phương. Đây là bộ phim dành cho giới trẻ với nghề thời thượng. Là một người mẫu khi bước sang lĩnh vực mới mẻ này, chị đã chuẩn bị những gì cho vai diễn khá nặng ký trong bộ phim này? Em không biết là các đoàn phim khác làm việc như thế nào, nhưng thực sự đoàn phim này làm việc rất nghiêm túc. Tụi em trước khi ra trường quay thì đều học kịch bản trước, và khi ra quay hầu như không phải có cái việc mà thư ký phải nhắc lại cho diễn viên nhiều, mà hầu như tụi em tự nhớ, tự diễn xuất, tại vì em cảm giác như tụi em sống thật với nhân vật rồi, thì những cái lời thoại cũng viết cũng rất là gần gũi với tụi em, nên cái việc học thoại trước là rất là cần thiết để mình có thể diễn xuất một cách mà rất là tự nhiên và giống như mình là nhân vật ngoài đời đó. Theo em nghĩ thì nhân vật người cũng hơi hợp với cái cách của em một chút, thì em nghĩ rằng cái hay nhất khi mà đạo diễn Hùng Phương chọn nhân vật đó là những cái nhân vật đạo diễn chọn rất hợp với những nhân vật ngoài đời. Và em nghĩ rằng khi mà mình được đóng một cái vai mà hợp với mình như vậy thì nó sẽ có cái tự nhiên. Có thể là lần này em đóng phim nó chưa được như những người diễn viên chuyên nghiệp, nhưng em nghĩ cái thế mạnh mà giống và dễ phù hợp với nhân vật Nguyệt ở trong phim là cái thế mạnh nhất của em. Điều gì hai diễn viên Quý Bình và Thu Phương trông chờ nhất sau khi hoàn tất vai diễn trong bộ phim này là thắc mắc của bạn Thanh Nguyên ở địa chỉ 8/3 Trường Thông Nhất, quận Gò Vấp. Và phần trả lời của hai diễn viên Quý Bình và Thu Phương cũng kết thúc hộp thư tạp chí Văn Nghệ hôm nay. Mọi thắc mắc quý khán giả gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ tạp chí Văn Nghệ, hãng phim TFS, số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng là hiện nay thì đang rất có nhiều phim và rất nhiều hãng phim tư nhân mọc lên để mà cạnh tranh với nhau. Thì chính vì vậy bản thân diễn viên tụi em thì cũng phải ý thức được cái điều đó, để mà tụi em càng phải nỗ lực và càng phải cố gắng hơn nữa, để mà khi mà phim ra mắt tụi em chỉ mong là được công chúng đón nhận thôi, được công chúng nhớ đến một chút xíu thôi cũng đã mừng rồi. Em nghĩ cái quan trọng nhất trong một công việc đó là cái sự cố gắng hết lòng hết mình. Tất cả nguyên cái ekip trẻ tụi em đã cố gắng hết mình hết lòng để thực hiện bộ phim này, thì em hy vọng rằng tụi em sẽ mang tới một cái điều gì mới mẻ và khác lạ cho khán giả. Em rất là mong được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, và em nghĩ rằng tụi em sẽ nhận được những gì xứng đáng với những công sức tụi em đã bỏ ra trong thời gian qua. Tạp chí Văn Nghệ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong tạp chí Văn Nghệ phát sóng vào sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2007 trên kênh 7HTV với các tiết mục phim truyện Đinh Lan Trắng tập 5, Kính Đa Trồng Thần Dược, trò chơi truyền hình Đi Tìm Mẫn Số cùng nhiều tiết mục thú vị khác. Thân ái chào tạm biệt.